Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ mà cái thằng con trai và đứa cháu mà đích tôn của cái cụ ông mà ông Tám 74 tuổi ở Phú Yên á, bị đánh vì giành một lô đất thôi. Các bạn thấy không, phân chia đất đai không đồng đều thì con trai đánh cha già như thế này nè. Cụ thể hôm nay sẽ có nội dung như thế này nè các bạn. Cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên. Ông ta nói là từng bị nhà con trai tối cả tay chân và hành hạ nữa. Cụ ông đã bị con cháu rạch nát đầu do tranh chấp đất đai, chính là cụ Đoàn Tám, 74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An ở Phú Yên. Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu ở Phú Yên thì báo Pháp Luật Việt Nam dẫn lại lời của ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ, đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn thôn mà Giai Sơn vào ngày 20 tháng 4 vừa qua đó. Thì theo đó thì ông Khanh cũng đã bổ sung vụ tranh chấp đất đai của gia đình ông Tám đã được giải quyết xong từ trước và không còn ai khiếu nại gì. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì mà lại xảy ra vụ việc đâm chém như vậy. Theo lãnh đạo của bệnh viện Phú Yên, ông Tám 74 tuổi, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An đã nhập viện cấp cứu vào chiều ngày 20 tháng 4 trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng da mặt và đầu. Qua thăm khám, xác định phần đầu và mặt nạn nhân có tổng cộng là 17 vết thương. Chiều dài là 0,2 đến 0,8 cm, bên cẳng trai trái cũng có một vết thương như vậy. Đại tá Phạm Hồng Sương, trưởng công an huyện Tuy An cho biết, vụ việc nếu có yếu tố giết người nên chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên để thụ lý giải quyết. Và như sức khỏe cộng đồng đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4, ông Tám có bàn bạc với con trai tưởng là tên T để chuẩn bị bán lô đất, ông lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, con trai ông không những không đồng ý mà còn có hành vi hỗn hào vì quá bực tức. Cụ cầm cây lau nhà giỏ đánh thì bị người cháu con trai tưởng vào lấy dao chém loạn xạ vào người. Các bạn thông cảm nha, cúp điện rồi các bạn. Nhưng mà thôi, tôi sẽ ráng đọc cho hết bài báo này để các bạn biết hành vi và bản mặt của cái đứa con cháu của ông này nè. Đó. Theo lời anh Đoàn Huy Tượng, 39 tuổi, con trai út của cụ Tám, lúc đó anh có vào can ngăn muốn đưa cha đi bệnh viện nhưng gia đình anh cả không cho vào mà còn bị chém thương ở đầu nữa. Sau đó cụ Tám mới được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Anh Tượng cũng chia sẻ thêm tin báo Pháp Luật Việt Nam rằng anh với ông Tám mới đi chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy về thôi. Ông Tám bị thiếu máu nên không thể xạ trị, bác sĩ cho về nhà ăn uống nghỉ dưỡng 10 ngày thì vào chữa bệnh tiếp. Anh Tượng cũng nghẹn ngào kể lại, cha anh đã bị bệnh nhiều năm nay, số tiền chữa bệnh chủ yếu là tiền tích góp của cụ. Anh làm nghề thợ sơn, lại đang nuôi con nhỏ và vợ bị tâm thần nên không giúp được gì nhiều. Đến khi tiền sắp cạn, cụ muốn bán đất nhưng anh trai lại không cho. Được biết, trước đó ông Tám cũng bán mảnh đất với giá 60 triệu đồng cho người anh trai, nhưng người này tự ý chia tiền cho các anh chị em, không đưa cho cụ khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao. Cụ Tám thì có tổng cộng 5 người con, thì gồm có 2 trai và 3 gái. Nhiều năm nay, ông rất tốn kém tiền bạc về điều trị khối u ác tính ở Son Lê. Ông có hơn 1.400 m² đất được phân thành 11 lô, phân cho đứa con trai tưởng này là 6 lô và phải có trách nhiệm thờ phụng ông và tổ tiên. 4 người con còn lại, mỗi người ông Tám phân cho có 1 lô mà thôi đó, tổng cộng là hết 10 lô, thì 1 lô còn lại là ông để dành phòng thân khi tuổi già. Tuy nhiên, theo cụ Tám thì con trai lớn chỉ mảnh là dành mảnh đất bỏ bê, không quan tâm cha, chỉ có con út là chăm sóc cho cụ. Không những thế, trước đó cụ Tám còn bị cả nhà của con trai cả, gồm có con dâu và cháu trai nữa các bạn, trói tay chân lại và hành hạ nữa. Cũng may nhờ hàng xóm can ngăn kịp thời nên ông Tám mới thoát được trận đó các bạn. Nói sao cái thằng này nó mất hết tính người các bạn. Cụ Tám buồn bã nói, không biết tôi sống bao lâu nữa, nhưng trải qua những chuyện bị con cháu hành hạ như vậy, chắc tôi chết không nhắm mắt. Theo cụ chia sẻ, cụ sống một mình trong căn nhà sau khi vợ qua đời được 5 năm trước vì tai nạn giao thông, bị căn bệnh bú cổ quái ác hành hạ. Hàng năm cụ phải ngược xuôi ra vào Sài Gòn để chữa bệnh. Đến khi hết tiền, cụ bàn bạc với các con về việc bán mảnh đất để chữa bệnh. Tuy nhiên con trai cả không đồng ý và sau đó cụ Tám bị chính người con trai cả và cháu nội đích tôn của mình chém trọng thương. Bạn thấy không? Cho nó là 6 lô đất rồi, nó không chịu. Nó đòi luôn một cái lô nữa, nó bãi lô nó mới nuôi ổng. Nó bãi lô đi rồi tôi nuôi ông thì thờ cũng tổ tiên. Nhưng mà trong khi cha của mình đang bệnh, muốn bán một lô đó để lấy tiền đi trị bệnh thì có gì là sai? Nếu mà cái thằng nó biết điều á, nó sẽ bán luôn cả 6 lô của nó để chữa bệnh cho cha, chứ không phải như này đâu.
mong cơ quan chức năng phải sớm trừng trị và đưa hắn ta là trước pháp luật. Giết người chứ không phải không, cố trói tay trói chân đó cha mẹ mình vậy. Con bắt hiếu sai cơ đốt giả ha. Cha mẹ nuôi con không quản ngày tháng mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, bây giờ chưa nuôi ngày nào, chỉ mới phân chia cho có 6 lô đất thôi mà thấy chưa đủ, thiếu. Cho tôi 7 lô tôi nuôi còn mấy tôi không nuôi, quấn tập à. Nói chuyện nghe thấy bực mình các bạn. Nếu các bạn cứ chia sẻ video rộng rãi cho mọi người cùng xem. Để chút nữa có điện thì tôi sẽ ấy lại, bây giờ tự nhiên cúp tới thui tới hù hết trơn rồi. À, chắc bị trục trặc gì rồi đó. Chắc cũng là bức xúc quá cái này cho nên đèn cũng không thèm cháy luôn á chứ gì. Bởi đọc mà nghe bức xúc rồi. Cảm ơn các bạn.